Vừa qua, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Mỹ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Vĩnh Mỹ đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trên cơ sở những định hướng của đoàn, hội cấp trên, cũng như bám sát và vận dụng nghị quyết của đảng, đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, để đề ra các hoạt động thiết thực có hiệu quả, có sức thuyết phục cao đối với hội viên và thanh niên địa phương. Hội tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới 572 trên 500 hội viên, đạt 114% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên hiện có lên 846 hội viên. Hoạt động của hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn địa phương. Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên có đổi mới đa dạng và hiệu quả hơn. Nhiều chương trình hoạt động mới sáng tạo có hiệu quả, với khẩu hiệu hành động đoàn kết tình nguyện sáng tạo phát triển. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Vĩnh Mỹ xác định mục tiêu bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, phát triển lành mạnh toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 11 ủy viên. Chị Quỳnh Thoại Mi Mi, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Mỹ khóa 4 tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Mỹ khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 9 anh chị tham dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Châu Đốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029.